Sơn Hà ăn gì vậy ta? Ăn Ừ, bữa nay Sơn Hà vừa thử cái đồ này, ba mua cho Sơn Hà là cái đồ cạp cạp nè, bỏ cái cây vô là không mất khổ nè. Đó, nó có mấy cái lỗ đó. Ừ, anh nhúng trả xuống hơn tiền hai cái rồi. lần rồi đó anh. Ủa vậy hả? Đâu ba coi Ở coi. dưới nè. Dạ có ở dưới nè mẹ. À, bữa nay mình thử cái ghế mới luôn nha. À, cái ghế này của cô Nhung nha. Sơn cảm ơn chị Nhung rất là nhiều. Đẹp À, quá. được rồi, Sơn Hà ngồi trên cái ghế ăn khó khăn quá. Ừ, chị ở xa gửi tặng. Cái này nè, mình bóp vô á để mình kéo cái bàn chạy ra chạy vô được nè. À, còn ở bên đây á, thì mình sẽ bóp để nó hạ cái lưng xuống. À, chỗ này hạ Bóp lưng bật xuống nè. xuống không? Cái bàn này vừa có thể ngồi chơi vừa ngồi ăn được. Nó có cái dây an toàn đó nè em, nếu mà như cần á xích lại cho an toàn ha. Hôm bữa ngồi chiếc kia, xe kia, lật lại không chịu. Tụt Ừ. xuống không à. Chị Hà ơi. Có không? Chắc chắn lắm hả? Ừ, dạ. Này nó có hai bánh xe trước. Rồi, Quang Sơn cảm ơn cô Nhung rất là nhiều nghe. Rồi, Sơn Hà cảm ơn cô nè. Ừ. Cảm ơn cô đi Bye con. Có cô đi. cái bàn rộng rãi nè ha, sướng nha. Rồi, cảm ơn cô rất là nhiều ha, hẹn gặp lại.